Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008 Hoàng Trần Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với thời sự thế giới của Lưới Đời TV trong ngày đầu tuần thứ hai hôm nay. Đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày ở tại miền Nam California với Thảo Yên. Dạ vâng thưa quý vị và thưa anh ngày hôm nay đó nhiệt độ ở tại Westminster và Garden Road, lên trung bình cao nhất khoảng 78 đến 79 độ thưa quý vị. À, hôm nay đó thì gió không có nhiều khoảng chừng đâu chín dặm một giờ thôi cho nên là cũng không có thấy mát mẻ lắm à, ngày mai đó thì dự báo thời tiết cho thấy là buổi sáng trời âm u có nhiều mây và bắt đầu từ ngày mai thì gió nó cũng nhiều hơn cho nên là à, nhiệt độ có giảm à, chút đỉnh ngày mai thì nhiệt độ giữ mức là khoảng từ 75 cho đến 77 à, dễ chịu hơn một tí thôi quý vị nhìn chung đó nguyên tuần này dự báo thời tiết cho thấy là buổi sáng trời có nhiều mây à, nhưng mà khoảng bắt đầu từ sau 11 giờ trở đi đó thì nắng là có hai bản tin đã gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán vào ngày hôm nay thứ nhất là cái thỏa thuận về gói cứu trợ hạ tầng cơ sở giữa ông biden với đảng cộng hòa thì mặc dầu hôm thứ sáu chúng tôi tường trình thấy rằng là ông biden một cuộc họp báo cười nói rằng ô đã đạt được cái thỏa thuận đồng ý với cái nhóm lưỡng đảng nhưng mà cái thỏa thuận này với nhóm lưỡng đảng thôi bao gồm 20 vị thượng nghị sĩ, 10 vị của đảng Cộng Hòa, 10 vị của đảng Dân Chủ thì đó là trên nguyên tắc lúc đầu mà lúc đó trong cuộc họp báo chính ông cũng nói đó tôi không thể guarantee cái gì hết, tôi không có bảo đảm 100% là sẽ đạt được sự đồng thuận đó. À, thì sau đó đến sáng ngày hôm nay thì chuyện một số thành viên của đảng Cộng Hòa tuyên bố đó là họ không có đồng ý với à, những cái tuyên bố của ông Biden và thậm chí cũng không đồng ý với cái kế hoạch lưỡng đảng này. Cho nên hai bên vẫn còn hụt hạt nhau, vẫn còn tiếp tục muốn cái phần lợi về phía của đảng mình. Và qua đó đã nhận đến cái sự phản ứng không có được lạc quan với giới đầu tư. Họ vẫn lo ngại là à, cái 1.200 tỷ Mỹ Kim rồi cũng có thể sẽ đạt được đó nhưng mà cái xá, cái số tiền mà Đóng góp vào cái quỹ hạ tầng cơ sở Nó không được nhiều như trước Thì bây giờ đã tạo ra cái mới hoang mang bậc dầu sáng ngày hôm nay Thì bên phía ông uh, Biden Tòa Bạc, Ông nói rằng đó, Họ uh, có thể là xóa thỏa thuận Theo ý của đảng Cộng Hòa Thì khi mà tuyên bố như vậy Thì đảng Dân Chủ lại chỉ trích Ngay cả người của đảng Là tại sao vội vã quá Để đồng thuận với những cái Mà mình có thể tranh đấu Được nhiều hơn mà thậm chí bên phía Đảng dân chủ đó họ còn nói chúng ta còn có được một cái lợi thế là reconciliation, một trong những cái công cụ để có thể vượt qua cái đa số phiếu cần thiết 60 mà đạt được chỉ cần đa số phiếu thôi là Đảng dân chủ chiếm được cái thế thượng phong. Thì ông Biden thì không muốn cái điều đó xảy ra, nhưng mà ông lại tuyên bố nếu vì lý do nào mà Đảng Cộng hòa không thuận theo những cái gì mà bên phía đảng dân chủ muốn thì ông đành phải hướng tới cái reconciliation đảng cộng hòa mặc dù là đảng nhỏ nhưng mà họ không có muốn cái chuyện đó xảy ra cho nên họ vẫn còn tạo cái áp lực thì cái vấn đề về cái thỏa thuận về ngân sách cho hạ tầng cơ sở hiện nay đó không có gì là chắc chắn cả thứ hai là tin tức sáng nay chúng tôi ghi nhận người đến quý vị đó là Sydney, Australia, thành phố Sydney cùng với uh, Brisbane, Darwin tuyên bố là đóng cửa phong tỏa bắt đầu vào ngày hôm nay nữa bởi vì cái delta rồi ở Los Angeles ở các nơi tuyên bố là uh, cái biến chủng vẫn còn tiếp tục gây hại và cái chuyện gây hại đó đã gây ảnh hưởng chung cho các ngành giải trí, du thuyền du lịch vân vân và kéo theo cái thị trường giải trí du lịch đó xuống ngày hôm nay và kéo luôn thị trường Dow Jones. Dow Jones có lúc xuống tới 170 điểm, bây giờ thì đang xuống 131 điểm. Cái vấn đề ở đây là trong một ngày thì giới đầu tư hơi hoang mang về liệu cái thành quả của gói hạ tầng cơ sở. Nasdaq thì ngược lại lên được 91 điểm, S&P 500 lên hơn 2 điểm. Nikkei của Nhật Bản xuống 18, Hồng Kông xuống 19. Và Thượng Hải chỉ xuống có hơn một điểm mà thôi Như chúng tôi đã thưa đó Bottom ngày hôm nay là Carnival Corp, Royal Caribbean, Norwegian à, Tất cả các cổ phiếu của à, kỹ nghệ du thuyền đều bị xuống Rồi à, Live Nation Entertainment Chuyên môn bán vé để quý vị đi xem đại nhạc hội đó Cũng bị xuống tới 5% Công trái phiếu 10 năm hôm nay giảm so với tuần rồi còn 1,48% mà thôi. Dầu thì xuống 71 sen bởi vì đóng cửa mà thưa quý vị vẫn còn cái vấn đề lệnh phong tỏa đóng cửa ở các nơi cho nên dầu xu xuống và mặc dầu vẫn ở mức cao 73 đồng 34 sen. Vàng thì lên được chút đỉnh thôi 1 đồng 30 sen ở mức 1779 đồng 10 sen một troy ounce. Dạ, vâng. Thưa quý vị tiếp tục cập nhật về tình tình trạng của cái việc mà bây giờ giới chức cũng như là rất nhiều cơ quan của Liên bang họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người mà bây giờ chắc cái hy vọng mà sống sót ở dưới cái tòa nhà bị sập ở Florida rất là mong manh thì bây giờ là chỉ cố gắng tìm kiếm thi thể của những người này để mà có một cái lời ăn nói với gia đình. Tuy nhiên sau gần hơn một tuần đó thì báo chí họ bắt đầu họ phanh phui ra có rất là nhiều chuyện xung quanh cái tòa nhà này à, Thứ nhất đó là vào năm 2015 thưa quý vị Một gia đình mà sống ở cái tòa nhà Chaplin Towers này đó Họ đã từng kiện chủ nhân của cái tòa nhà Là bởi vì họ nói là ở bên phần bên ngoài, mặt ngoài của tòa nhà đó Có một cái vết nứt rất là lớn Và họ đã à, hai lần báo với chủ tòa nhà Nhưng mà chủ tòa nhà không hề sửa chữa Thì... Um, cái hậu quả đó là vết nứt nó rộng ra thêm và nó khiến cho nước đó thưa quý vị nó tràn vào hay là nước ở bên trong khi mà người dân họ sử dụng đó thì chắc cái gia đình này là cái vết nứt nằm ngay ở phía sau lưng của họ cho nên là nó làm ngập cái căn nhà của họ và cuối cùng đó họ phải thuê công ty đến mà dọn dẹp thì cái cái chi phí là 15.000 mỹ kim và được biết là khi đó đó cái chủ tòa nhà đền bù chi phí cho họ nhưng mà đến năm 2011 thì lúc đó chắc là họ họ cũng sửa chữa nhưng mà sửa chữa rất là ít và đến năm đầu năm nay đó thưa quý vị trước khi mà xảy ra cái vụ sập này thì cũng cái gia đình đó lại tiếp tục thưa kiện nữa thưa quý vị là họ nói là bây giờ đó cái phần vết nứt nó lại rộng ra thêm và nó lan thêm một số những cái nơi khác nữa và à, à, và khi đó đó thì bây giờ họ đã kiện lên tới thành phố thì có lẽ là sau đó chủ tòa nhà cũng như là các giới chức ở thành phố đó họ đã có một cái thỏa thuận với cái gia đình này thì cái thỏa thuận như thế nào có thể là đền bù thì thỏa thuận này nó là à, không có công khai cho nên là chúng ta không biết như thế nào à, tuy nhiên như quý vị cũng liên tục nghe trong khoảng thời gian qua đó là luật lệ ở tại ở tiểu bang Florida về cái việc mà xây cất đặc biệt những cái tòa nhà mà cao tầng như là khó gần như là bậc nhất ở Hoa Kỳ đặc biệt ở Florida họ có cái luật đó là những cái tòa nhà mà cũ hơn 40 năm đó là cứ mỗi một năm là phải có inspector của thành phố đến để mà kiểm tra giám sát nếu mà bị fail cái inspection đó quý vị là cái tòa nhà không có được à, cho người dân sống nữa. À, tuy nhiên vào năm 2018 đó à, tháng 11 à, được biết là giới chức ở thành phố này đó họ có một cái buổi họp đặc biệt là những người inspector của thành phố họ đã ghi trong cái báo cáo là cái tòa nhà này đó có những cái vết nứt à, nhưng mà phía thành phố lại sau đó trấn an người dân một vài ngày sau khẳng định là tòa nhà an toàn để mà ở, để rồi đến bây giờ xảy ra cái vụ sập này thưa quý vị. Tòa tối cao pháp viện vào sáng ngày hôm nay đã tuyên bố không thụ lý hồ sơ kiện của các chính quyền tiểu bang và thành phố nhắm vào những người đồng tính sử dụng nhà vệ sinh. Và có một tấm ảnh rất là vui để gửi đến quý vị ngày hôm nay à đây là tấm ảnh của những người đi biểu tình để ủng hộ cho những người đồng tính đó, họ cầm tấm bảng và họ nói please pee in peace cho chúng tôi đi tiểu trong an bình, <laughs> bởi vì bởi vì tiếng anh cũng hay pee in peace các vị hơi vần chút xíu đó, à, Nói cái chuyện đi tiểu không mà cũng nghĩa là đưa lên tới tòa tối cao pháp viện. Thì tòa tối cao pháp viện sáng nay nói thôi đủ rồi, ở bên dưới tòa kháng án đó, đã ra phán quyết như thế nào thì các tiểu bang, quý vị đồng tính cứ theo thế đi. Thì tuyên bố như vậy thôi là một chiến thắng rất là lớn cho những người đồng tính. Cái chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, có một người chuyển giới, anh là người đàn ông xong anh chuyển thành người phụ nữ thì khi mà chuyển giới xong rồi anh anh nói như thế này từ xưa tới giờ tôi mỗi vào tôi đi vào cái nhà vệ sinh của người đàn ông đó, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng bởi vì tôi tôi là người phụ nữ mà hả không? tôi muốn sử dụng cái nhà vệ sinh của người phụ nữ thế thì sau khi chuyển giới thì anh là người chuyển giới rồi anh cứ chui vào nhưng mà mặc dù là chuyển giới nhưng mà trong ảnh thì cũng không có giống người phụ nữ lắm cho nên mấy bà la hoàng lên Ô, có một người đàn ông đi vào đây thế là xảy ra cái vụ mà là uh, đuổi ánh ra rồi đủ hết cho nên ánh anh thấy rằng cái quyền sử dụng nhà vệ sinh của anh bị vi phạm anh kiện thì cái kết quả cái vụ kiện ấy như thế nào và dẫn đến phán quyết của tòa tốc cao pháp viện ngày hôm nay mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau phần quảng cáo